Bây giờ trong video này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là những cái lưu ý khi mà các bạn vẽ thiết kế. Đấy thì cái này là khi mà các bạn yêu cầu đơn vị thiết kế cũng phải có, và đồng thời là bạn cũng cần phải là người đọc được và biết được và cần phải có cái công tác là kiểm tra. Đấy thì việc đầu tiên ấy là bạn phải có cái mục lục rất quan trọng. Khi mà bản vẽ mở ra thì nó rất là dày. Đó, rất là dày. Thế thì cái điều mà mình không biết là dở đến cái giai đoạn, không biết sẽ xem về chi tiết nào mà không biết đến cái phần nào mình xem được, thì cái chính cái mục lục ấy là một cái phần mình biết được là cái phần quan trọng, ví dụ như là bản vẽ về phần mặt bằng hay là phần tầng 1 chẳng hạn, ví dụ như mà kiến trúc tầng 1 ở đây, hoặc là cũng có thể là bạn khi bạn cần có một cái bản vẽ kích thước mặt bằng kích thước tầng 1 hoặc tầng 2, hoặc có thể trên đây nó có một số chi tiết là mặt đứng. Thế thì cái bản vẽ, cái phần mục lục này thì nó định hướng cho bạn là khi một cái số lượng mà vẽ quá nhiều như này thì bạn cần phải có mục lục. Cái việc thứ hai là cái việc quan trọng dành cho người anh em chưa để biết được cái phần chưa từng làm nhà chẳng hạn, đó là cái phần phối cảnh. Phối cảnh tức là cái phần mà cái ngôi nhà của mình sau khi hoàn thiện này là mình sẽ biết được là cái ngôi nhà nó hình dáng cấu trúc như thế nào, và liệu nó có tốt hay nó có đẹp hay không theo ý của mình hay không. Đó, và chúng tôi sẽ đi nhanh vấn đề này và tôi sẽ chia sẻ các bạn là sẽ làm video kỹ hơn. Đó. Ngày hôm nay trong video này thì tôi muốn chia sẻ là ba yếu tố bạn có thể là yếu tố để các bạn biết được và ngồi ở đâu, bất kỳ nơi đâu bạn cũng có thể là giám sát, kiểm tra giám sát được. Thế thì cái việc giám sát này thì bạn sẽ cần phải có những bản vẽ như bản vẽ chuẩn ấy, thì bạn sẽ biết được ngày hôm nay thợ sẽ làm những công tác nào, hay là ví dụ như trong phần bản vẽ kết cấu. Đấy. Thì hôm nay giả sử như cái phần thi công móng chẳng hạn, thì bạn phải có một cái phần, ví dụ sang phần kết cấu chẳng hạn, thì cũng có một cái bản danh mục bản vẽ, rất là nhiều bản vẽ như này. Thì cái phần mà hôm nay giả sử trường hợp mà thợ đang làm về phần móng chẳng hạn, thì bạn cũng biết được móng của mình là gồm có những cái móng nào. Đấy. Và cái thép là thi công như thế nào. Đấy, thì bạn sẽ rất là rõ ràng về cái việc là ngôi nhà bạn biết được và bàn giao cho cái người giám sát. À, ví dụ như là ở đây chẳng hạn, trên mặt bằng móng thì bạn sẽ dở đúng cái móng đó và hôm nay làm phần nào đó, đúng không? Đấy, thì ở đây nó có cái vị trí về ăn thép và vị trí ghép cốt pha, số là cái kiểu dáng móng như này rồi, thì bạn cũng có thể kiểm tra giám sát được, thì khi đó mình trao đổi được dưới trực tiếp dưới online. Đấy. Ok, thì đấy là một cái video mình chia sẻ cái phần đầu tiên để các bạn có được cái thời gian mà vừa đi làm việc và vừa đi giám sát được công trình. Thì bạn cần có một cái ba cái yếu tố đó để bạn có thể là hoàn thành được cái công trình của mình một cách tốt nhất, mà giảm bớt cái thời gian và giảm bớt được cái chi phí khi mà xây nhà. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo mình chia sẻ tiếp theo.